Sáng thế kỷ chương 8. Con xin Chúa Ngài cũng soi dẫn cho chúng con. Xin Chúa Ngài ban lời sống của Chúa cho chúng con. Nhờ được thanh linh của Ngài trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người. Bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất thì nước dừng lại. Cái câu mà Đức Chúa Trời đã nhớ đến Noe, nhớ lại Noe, nó không có nghĩa rằng là trong những ngày xảy ra trận đại hồng thủy đức chúa trời đã quên tôi tớ công bình của ngài động từ nhớ đến ám chỉ đến một sự quan tâm đặc biệt hoặc là sự chăm sóc riêng rất là riêng tư ưu ái mà đức chúa trời dành cho kẻ thuộc về ngài giao ước mà đức chúa trời lập với noé đảm bảo sự cung ứng và quan phòng ở giữa sự phán xét nghiêm minh phần còn lại được bảo tồn và Đức Chúa Trời bắt đầu các bước để thiết lập lại trật tự đã tạo ra trên đất. Đây đúng là một trật tự thế giới mới của Kinh Thánh. Cái câu thì nước dừng lại, tức là nước nó bắt đầu giảm bớt, rút đi. Đức Chúa Trời dùng gió để làm khô mặt đất, có thể là gió nóng nữa. Bốc hơi nước trả lại bầu khí quyển. Động từ nhớ lại được dùng giống như vậy liên quan đến những trường hợp các câu kinh thánh như sau: Các quan xét 16:28. Bấy giờ Samson kêu cầu Đức Yhova mà rằng: "Chúa Yhova ôi, xin ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philippines về sự mất hai con mắt tôi." Anne trong 1 Samuel 1:11, nàng hướng nguyện rằng: "Ôi Đức Yhova của vạn quân, nếu ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi ngài" nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đòi ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va và giao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Còn Abraham ấy, sáng thế ký chương 19 câu 29. Và khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi trốn phá tan đó. Cái câu này nghe nó hơi buồn ha. Cứu Lót mà lại nhớ đến Abraham đáng lẽ ra Lot phải chủ động nhé. Còn uh, nhớ đến Israel này, trong suốt Egypto ký chương 2 câu 24, Ngài nghe tiếng than thở của chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Cũng như là trong cái chuyện kẻ cướp, tên kẻ cướp ăn năn trên thập tự giá, Mà xin rằng ấy, uh, Luca 23 câu 42, đoạn lại nói rằng, hỡi Jesus khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi tất cả những cái đó, sự nhớ lấy nó quyền năng và được nhậm ấy. như chúng ta đã nói nhiều lần trước đây những sự kiện, các yếu tố phải tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời những sự vật phải tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời khi Chúa bảo gió thổi nó đã thổi cái chữ ngừng lại nó có nghĩa rằng là nước bị làm cho giữ lại ngưng lại tôi tin rằng nước này kết tụ trong các hồ và sông câu 2 các nguồn của vực lớn và các đập nguyên nghĩa là các cửa sổ trên trời lấp ngăn lại mưa trên trời không xa xuống nữa ngoại trừ noe và gia đình toàn bộ chủng tộc của nhân loại bây giờ đã chết vì vậy việc đức chúa trời tưởng nhớ đến noe là sự trở lại của lòng thương xót đối với nhân loại bởi người mà loài người còn chưa chung cuộc chưa kết thúc những sự đòi hỏi của công lý đức chúa trời đã được đáp lại bằng sự hủy hoại của tội nhân đây là sự phán xét công bình của Chúa. Tức là các nguồn vực lớn ở dưới đất dâng lên và và các cửa sổ trên trời lấp ngăn lại mưa không xa xuống nữa. Câu 3. Nước giật khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giật. Trong 150 ngày, nước mới bớt xuống. Đức Chúa Trời Ngài đã sai gió đến làm khô đất và phong tỏa nước. Cùng một bàn tay mang lại sự hoang vu và cùng một bàn tay đó chúng mang lại sự giải cứu. Chúng ta nhớ là về sau Khải Huyền nói về sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy luôn hướng nhìn về bàn tay đó. Trái đất không chết chìm trong một ngày nên nó cũng không có khô trong một ngày. Đức Chúa Trời thường làm việc giải cứu dần dần cho dân Ngài để cho ngày của những sự nhỏ mọn không có bị khinh thường và cũng không phải là ngày của những việc lớn lao nếu như mọi ngày mà của Chúa không có ngày nào là nhỏ hoặc là quá nhỏ. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat, chiếc hòm đã yên nghỉ. Nó bị mắc kẹt trên một ngọn đồi nào đó ở Ararat. Quốc gia này là một phần của nước Armenia. Bởi gió làm khô, có lẽ đến từ phía đông hoặc phía bắc, nên có khả năng chiếc hòm đã bị trôi giạt về phía tiểu Á và rơi vào đất liền trên một ngọn đồi nào đó ở sông Euphrates. Những ngọn đồi, những ngọn núi của Ofras, văn bản nói về núi chỉ, l... nguyên nghĩa đó là một cái dãy núi mà không nhất thiết phải có một đỉnh. Ngày nay Ararat cao hơn mực nước biển khoảng 5,2 km. Con tàu nằm yên trên đất liền 74 ngày sau khi kết thúc 150 ngày trong khi nước rút. Ararat nằm trong khu vực Caucasus được gọi là Urartu cổ đại nơi có độ cao vượt quá 5,2 km. Theo một nghĩa nào đó, núi Ararat không phải là một nơi quá thông minh để tàu đáp xuống đó mà để cho mọi người từ đó làm cái bến đậu ra khỏi tàu. Bởi vì đó là lại là nơi cao ngất ngửa, địa hình đồi núi thì lồi lõm, lên xuống khó khăn đối với mọi người và mọi thứ ở trong hòm. Tuy nhiên nếu là mục đích của Đức Chúa Trời đặt chiếc hò, hòm, chiếc tàu này ở một nơi mà có thể được bảo quản hàng nghìn năm thì đây là cái chỗ tuyệt đỉnh đức chúa trời có thể ngày lưu lại làm kỷ niệm cho đời sau thấy ngày 17 tháng 10 là sự kết thúc của nước ngập và tại thời điểm đó nước bắt đầu giảm dần có nhiều người không tin trận lụt này là toàn cầu vì nó chỉ dành cho thế giới của kinh thánh mà thôi nó thực sự không quan trọng giàu gì đi nữa chúng ta biết rằng đó là sự phán xét của đức chúa trời đối với một thế hệ gian ác và vô luân. Đối với việc mà chúng ta học lời Chúa ở đây, nó là cần thiết rồi. Nhiều cuộc thám hiểm đã được thực hiện để tìm ra chiếc tàu hòm. Một số người đã tuyên bố nhìn thấy chiếc hòm có những cơn bão dữ dội trên những ngọn núi này và nhiều người đã mất mạng khi đi tìm kiếm chiếc hòm. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta tin vào chiếc hòm vì chúng ta có thể nhìn thấy nó, nhưng chúng ta điều quan trọng hơn là cần biết trong lòng mình về lời kể về chiếc hòm là sự thật. Câu 5 Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Theo nghĩa đen ấy, là nước liên tục xuống và giảm cho đến tháng thứ 10. Vào tháng thứ 10, vào ngày đầu tiên của tháng, sự sụt giảm của nước hạ xuống, nó chậm và từ từ. Rồi mấy đỉnh núi mới lộ ra. Có thể nhìn thấy rõ ràng nước bây giờ đã lắng xuống trong 10 tuần và vì độ cao của nước trên những ngọn đồi cao nhất có lẽ đã được xác định bởi chiếc neo của họ. Tháng thứ 10, chiếc hòm mặc dù đã được tiếp đất trước đó 6 tuần nhưng vẫn còn sâu trong nước. Các đỉnh đồi bắt đầu xuất hiện một tháng sau đó. Sự sụt lún của nước dường như đã rất chậm. Chúng ta thấy việc mà cập bến của chiếc hòm cũng là do chúa định. Chiếc hòm chiếc tàu Noe này ấy nó đặc biệt vào tàu do Chúa định, ra tàu do Chúa định, rồi cập bến tàu, cái bến cũng là do Chúa định lạ ha? Và như vậy thì hoàn toàn Chúa là người thuyền trưởng cho cái cái chiếc tàu này. Mình thử hình dung xem nó mà lơ lửng ở trên vách núi có phải là cái tàu nó lật úp không? Một cái vách núi. Nhưng không, cái này là chắc chắn là bàn tay siêu nhiên. Tháng thứ 10 là tháng Giêng của chúng ta, ngày mùng 1 tháng Giêng, câu 6. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu. 40 ngày sau khi các đỉnh núi xuất hiện, Noe mở cửa sổ trên tàu để cho một con quạ bay ra. Quạ là một cái con vật đặc biệt và nó lại được dùng cho cái mục đích trong hoàn cảnh này để xác định là có khô cạn chưa. Cửa sổ, ông dường như không thể quan sát rõ ràng bất kỳ quan sát nào mà phải ngó qua cái cửa sổ, cái khẩu độ ở đây. Một con quạ và một con chim bồ câu. Từ câu 7 đến câu 12 thì con nói đến hai yếu tố này. Quả nó sống được là nhờ ăn tạp. Nếu có thức ăn sẵn ở bên ngoài con tàu, ấy, quả có thể sống sót. Ngược lại chim bồ câu thì không, nó kén chọn thức ăn nhiều. Sự lựa chọn thức ăn của bồ câu sẽ chỉ ra rằng ấy, sự sống mới đã bắt đầu phát triển. Do đó Noe và gia đình ông cũng có thể sống sót bên ngoài con tàu. Câu 7. Thả một con quạ đi ra, bay ra quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giật khô trên mặt đất chú thả một con quạ bay ra nhờ đó mà ông có thể quan sát xem mực nước à, trên đất cao hay thấp nên ngài sai con quạ một loài chim săn mồi nó ăn thịt và nếu mà đất khô ấy, thì mùi của xác chết sẽ khiến nó bay luôn nó không trở lại nữa còn nếu không nó sẽ quay lại nó đã bay tới bay lui liệng đi liệng lại cho đến khi nước giật khô trên mặt đất hoặc là nó đi bay đi và rồi nó trở lại, nó bay ra khỏi hòm rồi quay trở lại nhưng không thể nhưng có thể là không vào nhưng rồi lại bay đi rồi lại trở lại và ở trên đỉnh của con tàu vậy đó nó cứ tiếp tục bay tới bay lui ấy, cho đến khi nước cạn và rồi nó không có quay trở lại nữa. Sự lưu ý khác biệt về chim quạ và chim bồ câu, quạ là một con chim đen tối nó không đáng tin cậy để thực hiện công việc vì vậy Noe đã thả con chim bồ câu tượng trưng với đức thánh linh của đức chúa trời câu 8. người cũng thả một bồ con bồ câu ra đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa sau đó noe sai một con chim bồ câu quay trở lại lần đầu tiên mà chưa thấy gì hết nhưng lần thứ hai nó mang về một chiếc lá ô liu ở trong mỏ của mình ta thấy rõ ràng là cây cối cây ăn trái bắt đầu xuất hiện nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống bèn quay trở về trong tàu cùng người. Vì nước còn khắp cả trên mặt đất, Noe giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn người đợi bảy ngày nữa lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Noe thả chim bồ câu ra lần thứ hai, bảy ngày sau lần đầu tiên. Chim bồ câu đã luôn là một sự trợ giúp, một dấu hiệu cứu giúp cho nhân loại. Ý nghĩa biểu tượng của bồ câu được xuất hiện trong suốt kinh thánh một trong những điểm nổi bật đó là sự tỏa sáng của Đức Thánh Linh trên người Chúa Giêsu khi Ngài chịu bóp tem như hình chim bồ câu. Chim bồ câu trong suốt kinh thánh có nghĩa là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là đấng hướng dẫn, là thầy giáo dạy dỗ của chúng ta. Câu 11. Đến chiều bồ câu về cùng người, và này trong mỏ tha về một lá ô liu ve tươi. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất, người đợi bảy ngày nữa thả con bồ câu ra nhưng chuyến này bồ câu chẳng trở về cùng người nữa và lần thứ ba cũng là sau bảy ngày tức là sau ngày có thể lắm là sau khi giữ ngày sa-bát với hội thánh nhỏ bé của mình ông mong đợi những phước lành đặc biệt từ thiên thượng và ông bắt đầu dò xem dò thăm xem thực tế là có phước lành thật không bằng cách thả chim bồ câu đó là biểu tượng của một tâm hồn nhân hậu và không tìm thấy một sự thỏa lòng vững chắc nào trong thế giới đầy ô uế và mê muội khi mà cặp bồ câu được thả ra nó trở về với đấng chris như con tàu của nó tàu của noe là nơi nó đáp đậu tấm lòng xác thịt giống như con quạ tiếp xúc với thế giới quạ bay ra nó ăn xác thịt và tìm thấy ở đó còn chim bồ câu thì sao thì thiên một trăm sáu câu 7 hãy linh hồn tai trở về nơi an nghỉ ngươi như noe đưa tay ra cầm lấy chim bồ câu kéo nó về với mình vào trong tàu thì đấng Christ cũng sẽ cứu giúp giúp đỡ và đón tiếp những người chạy trốn đến với mình để yên nghỉ dầu ô lưu cũng là biểu tượng của Chúa Thánh Linh không lạ gì khi chiếc lá này lại là lá ô lưu, đúng không Chúa Thánh Linh là một lời hứa giúp đỡ con người của chúng ta ở đây cũng có tất cả các loại biểu tượng Noah nhưng mà chúng ta đang đang xem ấy, nó từ cái góc nhìn tâm linh nha. những cái lá những cái cây con chim như vậy thì loài chim ở đây nó có hai ý nghĩa chim bồ câu cho đức thánh linh còn quả là cho ma quỷ nên là nhớ khi mà Abraham dâng của lễ đấy thì có các loài chim ăn thịt đấy ông đuổi đi biểu tượng cho ma quỷ khi dân của lễ lập giao ước với đức chúa trời chúng ta tiếp theo câu 13. nhằm năm sáu trăm linh một của đời Noe Ngày mùng một tháng riêng, nước đã giật bày, mặt đất khô. Noe bèn dở mui tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã xe. Trận lụt bắt đầu vào ngày 17 tháng 2 năm 600 đời Noe. Và kết thúc vào ngày 27 tháng 2 năm 601, tức là kéo dài một năm 10 ngày. Nhưng liệu một năm dương lịch 360 hay là 365 ngày, hay đó là một năm âm lịch 352 ngày, trong số 5 tháng đầu tiên được cho là bao gồm 150 ngày, Chúng ta biết lịch cho Thái là dùng theo âm lịch. Còn lịch tiên tri là 360 ngày. Đó là lịch tiên tri. Câu hỏi không thể được quyết định một cách chắc chắn bởi vì chúng ta không biết số ngày từ 17 của tháng thứ bảy đến ngày đầu tiên của tháng thứ 10 cũng như khoảng thời gian giữa việc thả chim bổ câu ra vào ngày đầu tiên của tháng đầu năm thứ 601. Điều này xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 4, gần một năm sau khi trận lụt bắt đầu. Mới đầu thì Noe không thể nhìn thấy được nước trên mặt đất, nhưng đất đã ngấm nước từ lâu và cần phải để khô trước khi Noe bước xuống mà không bị xa lầy. Đức Chúa Trời đã gọi Noe vào tàu, Chúa cũng sẽ kêu gọi ông đi ra. Và chúng ta đừng bỏ qua cái ý nghĩa thuộc linh này, tức là khi Chúa gọi chúng ta đến một nơi để sinh sống, để ở, để làm việc, hay đến một nơi nào đó, tốt hơn ấy, đó là chúng ta nên ở lại đó cho đến khi Chúa bảo chúng ta có thể rời đi. Chúa gọi Noe ra. Câu 14, đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi, Noe ra khỏi tàu. Trong tháng thứ hai vào ngày 27, nhưng mà chữ trong cựu ước ấy, ngày 27 thì gọi là ngày 7 và ngày 20. 365 ngày, vì ông vào trong tàu ngày thứ bảy 17 của tháng 2, năm 600 của đời mình. Câu 11, và câu 13 trong chương 7. Và tiếp tục cho đến ngày 27 của tháng thứ hai năm thứ 601 của cuộc đời của mình. Và trong tháng thứ hai vào ngày 7 và 20 của tháng, mặt đất đã khô. Đã hơn một năm kể từ khi trận lụt bắt đầu. Chính xác là một năm và 10 ngày. Nó bắt đầu vào ngày 17 tháng 5 và kết thúc vào ngày 27 tháng 5, một năm sau đó trời không mưa một năm, nhưng nước ngập lụt ở trên đất một năm. Như vậy là diệt hết những loài có hơi thở, nhưng mà cây cối vẫn sống. Cây cối bởi vì chú bảo đất phải sinh ra các loài cây cỏ thì không ảnh hưởng gì cả. Kỳ diệu. Và đây là một sự làm lại. Đây chúng ta suy gẫm về công việc của Đức Chúa Trời ngày là ma quỷ ngày này nó bắt trước. Ma quỷ nó bắt trước bằng sự thanh trừng. Mà chú chỉ làm có một số lần thôi nhưng mà còn ma quỷ thì nó thanh trừng quỷ diệt người do thái diệt chủng pol pot năm tư bị ra tòa án quốc tế rồi thậm chí có cả những nơi mà diệt chủng cơ đốc nữa đấy là ma quỷ nó bắt trước. nhưng mà còn đây chúa làm đức chúa trời ngài làm mà cái sự đức chúa trời làm kỳ diệu lắm chúng ta mà lắng lòng chúng ta đem cái sự tưởng tượng do đức chúa trời ban cho cái mình cái khả năng đó có mặt trong tàu của noe mình sẽ thấy những con thú Đến khi vào tàu nó giống như ngủ đông ấy, nó không có đi lại nữa, cũng không có bay lung tung nữa, nó ngủ. Hoặc là nó thức nhưng mà nó ở trong cái tất trạng thái ấy, là Chúa Chúa ngài khiến và ngài tạo dựng nên và cái khung cảnh ở trong tàu. Và tất nhiên là những cái không nói đến rồi. Người nông dân thì không bao giờ nói đến mùi hôi của phân ruộng. Thì trong tàu chắc là có những sự đấy. Nó đây là con tàu của sự cứu rỗi. Ấy. Cho nên sự sống nó vượt trên hết mọi cái điều đó cái cuộc sống ở trong tàu trong lúc đó trong bộ phim dựng lại thì là Noe đếm ngày bằng cách là con gà đẻ trứng nên đây là mình nghĩ thêm thôi nhưng chắc Noe phải có một cái cách nào đó để nó chính xác lỡ ngày nào nó không đẻ thì sao ngày nay bên Mỹ cũng có một con tàu họ làm lại cái một cái bản giống như trong bản mà chú bảo nhưng mà đúng cái bản chú nói ấy, thì nó không có hình con tàu nó có hình cái hòm để cứu rỗi mà theo chiều, chiều dài giống như chiều dài ấy, mà chúng ta thấy như là cái hòm luôn đấy đây là một cái chiếc hòm nó có ý nghĩa thuộc linh cho mình không biết là cảm giác của noe nó như thế nào cảm giác noe như thế nào nó cũng vĩ đại lắm tôi muốn nói và chúng ta ngừng lại đây bởi vì ngày nay ấy người do thái họ mới đưa ra cái gọi là luật của noe cái này nghe thì có vẻ tốt và nhân đạo nhưng trong cái luật này thì nói lên rằng ấy người do thái là sẽ bá chủ thế giới mà luật này ấy thì ở tại đầu tiên là tổng thống Reagan sau đấy là tổng thống Bush có ký về cái ý kiến luật noe này thì có nhiều ý kiến khác nhau có những người mà học giả cơ đốc ấy thì nói rằng cái này không có sao khi mà người do thái bá chủ thế giới nhưng thực sự đây là hướng về một trật tự thế giới mới mà không phải của đức chúa trời sở dĩ tôi nói về cái luật này thì giới thiệu một chút cứ mỗi hôm một chút ấy để cho chúng ta hiểu bởi vì bây giờ nó thời sự rồi cho nên chúng ta cần biết và thực tế đấy là chúng ta đọc kinh thánh giống như là chúng ta đọc thấy những cái thời sự nó sẽ rất là đáng tiếc nếu lời kinh thánh nói chúng ta đang được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn thì thật là đáng tiếc mà chúng ta đọc kinh thánh mà lại không có hiểu về thế sự như có cái câu hôm qua còn là lời tiên tri của kinh thánh ngày hôm nay lời tiên tri của kinh thánh là thời sự Đấy, những gì kinh thánh chép thì hôm nay đã là thời sự rồi. Sẽ rất là tiếc nếu như chúng ta để cho những thánh đồ là những người chứng kiến ở trong Hebrew 12 đấy, nhìn xuống và ô hấp dẫn quá, ô thấy đây là một thời kỳ rất sôi động. Còn như thời kỳ mà họ sống thì không được sôi động như thời kỳ của chúng ta. Bởi vì lời kinh thánh cứ lần lần ứng nghiệm, lần lần ứng nghiệm, nó ngày càng nhiều hơn. Và có gì mà vui mừng bằng ấy đó là khi lời tiên tri của kinh thánh được ứng nghiệm. Có đúng không ạ? Chúng ta cần có cái suy nghĩ đó nhé. Vì vậy cho nên ấy, nếu chúng ta không thấy được, hiểu được ý nghĩa lời tiên tri của Kinh Thánh ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thế gian ấy, bằng một cái con mắt khác. Mà trong thời kỳ này con tàu Noe của chúng ta đó là Chúa Giêsu Nó khác một cái giống như là tàu no tàu Noe trong thời đó không có cửa sổ và tàu kín. Tàu Noe này ấy, Chúa cho chúng ta thấy ở trong Chúa Giêsu nó khác. Nó khác một chút thôi. Chúa Giêsu của chúng ta. Tàu Noe cũng là hội thánh. Tàu Noe đó cũng là hội thánh. Một mặt nữa khi chúng ta thấy trong nhóm của chúng ta, trong vòng hội thánh trẻ em của chúng ta, hãy nhớ đến con tàu Noe. Noe cũng không biết lấy nước ra đâu để mà chùi gội nữa. Những cái mùi hôi bốc lên của các con thú và Đức Chúa Trời khiến như không khí lúc đấy rất là sạch, không có vi khuẩn gì hết. Những cái đồ ăn ấy. cho nên nó không bị thiêu, không bị hỏng, không bị mốc trong thời kỳ như vậy. Hallelujah. Cảm ơn Chúa cho chúng con được chứng kiến lịch sử của trái đất rồi giờ chứng kiến lịch sử mà đức chúa trời ngài là một sự hủy diệt tiên tri jeremy nói rằng ấy, ấy là bởi sự thương xót của đức yêu va mà chúng con còn chưa bị tuyệt chủng bởi vì sự nhân từ của ngài là lớn lắm mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín của chúa là lớn lắm